Quang Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam Mến Yêu. Và quý vị thân mến, xung quanh Quang Huy đó chính là những tượng gỗ dân gian của người dân tộc Bana và Zarai. Phải nói rằng là từ những khúc gỗ vô tri có bàn tay khéo léo của những người nghệ nhân đã tạo nên những tượng gỗ, một thế giới rất riêng, rất Tây Nguyên và rất có hồn. Và trong chương trình Việt Nam Mến Yêu tuần này, Quang Huy xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với tỉnh Gia Lai để tìm hiểu nhiều hơn về nghệ thuật đặt tượng dân gian quý vị nhé. Xin mời. Nghệ thuật điêu khắc của người Bana và Gia Rai ở Tây Nguyên rất phong phú. Một trong những sản phẩm độc đáo của nghệ thuật này là tượng gỗ. Loại tượng này dùng để trang trí ở nhà rông, nhà sàn truyền thống nhưng phổ biến nhất là đặt ở nhà mồ. Tượng vừa có chức năng trang trí, vừa chứa đựng tín ngưỡng dân gian của người đồng bào Bana và Gia Rai. Và xin được giới thiệu với tất cả quý vị, đây chính là chú Caro và chú Châu Duyên, là hai nghệ nhân sẽ cùng với là Quang Huy tìm hiểu nhiều hơn về nghệ thuật tạc tượng gỗ ở Tây Nguyên của mình và cụ thể là Gia Lai. Cho con hỏi là nghệ thuật tạc tượng gỗ thì nó đã có mặt ở vùng đất Tây Nguyên này của mình, ở Gia Lai của mình bao lâu rồi hả chú? Mấy chục năm rồi, tôi cũng nội bà nội ngày xưa, tượng gỗ này là phải mới bây giờ đâu. Chú giữ lại, rồi chú truyền lại, dạy lại mấy đứa con cháu, đây là con chị ruột này. Chó nào là nó chưa được thì mình chỉ dần dần tập làm, giả sử trong nhóm đó là bốn đứa thì cứ bốn đứa là coi như gặp ý với nhau, chí nhau, khi nào mình già rồi mình hết sức làm thì coi như là truyền về cho cháu, để cháu còn truyền lại cho cháu sau nữa. Và quý vị cũng thấy rằng là để làm được một tượng gỗ dân gian như vậy thì cũng ở đó là tính cộng đồng nè. Sự học hỏi sẽ chia từ những già làng hướng dẫn cho những cái bạn trẻ hơn, rồi các bạn có thể tạo nên được những cái tượng gỗ dân gian như vậy. Con đang thắc mắc là phải chọn lựa gỗ như thế nào để có được những cái bức tượng mà nó có hồn và nó sinh động hả chú? Chọn lấy những cây nào mà nó chắc là một nè, hai nữa là phải cho đúng cây lâu năm. Những cây sau nè, cây tắc nè, mà cây hương nè, đó. Cái đó nó mới được lâu. Gỗ quý đâu bây giờ là hiếm có rồi. Cho nên là mình tận dụng được đó là những cái cây muồng thôi, cây muồng đen à. Theo thời gian thì có những cái sự thay đổi về cái chất liệu gỗ. Con được biết rằng là nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian thì có chia thành nhiều nhóm khác nhau đúng không chú? Vậy thì nó cụ thể là có những nhóm nào hả chú? Cái nhóm làm cho nhà mùa này. Dạ. Rồi là những cái nhóm làm hoa văn nhà rông nè. Thì những cái tượng gỗ như vậy nó sẽ có cái ý nghĩa riêng biệt của nó ra sao chú? Ví dụ như nhà mồ thì như thế nào? Nhà mồ là thành như gọi là cái trường gọi là ôm mệt nè, màng vui nè, con chim nè, đó là tức là chia buồn trong cái năm bỏ má đó. Dạ, còn với nhà rông thì sao hả? Còn nhà rông thì người ta thường thường ngày xưa là rồi là con khí. Ngoài cái việc là làm cho cái ngôi nhà rông đó nó đẹp hơn thì còn có ý nghĩa là bảo vệ thêm cho ngôi nhà rông. Rồi con thấy là có chó này, có rồng rồi còn có khỉ nữa đúng không chú? Để mình tạc được tượng gỗ dân gian này á thì mình sẽ cần có những cái dụng cụ như thế nào chú? Mấy cái chàng cái đục đây. Cái chàng là cái nào, cái đục là chú chỉ với con. Đây là cái chàng gọi là dùng để đục tay nè, đục mặt nè, đục mũi nè. Dạ, các con mượn nha. Để cái chàng. Cho nào nó nhỏ nhỏ thì mình dùng cái chàng nhỏ này. Cái mặt nhỏ này. Còn cái này là đục nhỏ nè, cái lúa này nhỏ nhỏ thì mình lấy cái đục nhỏ này mình đục. Dạ. Ngày xưa là chỉ có một cây rìu thôi. Là cây rìu thôi là làm được rồi. Một cây rìu là làm đủ cả mặt cả mũi rồi. Wow. Chỉ có một cái rìu thôi. Con thấy là mấy cái này nó rất là bóng á. Thì mình có phải qua sơn hay là ngâm dầu hay gì không? Ngày xưa thì không có. Ngày xưa chỉ có đục để nguyên vậy thôi. Nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian của người Bana và Gia Rai được tạc thô sơ, mộc mạc, chủ yếu gợi hình nhưng giá trị biểu cảm cao, mang lại sự độc đáo riêng. Nghệ nhân tạc tượng gỗ dân gian chỉ cần nhìn khúc gỗ hay thân cây là có thể mường tượng ra được hình dáng bức tượng mình muốn tạc. Để thổi hồn vào những bức tượng gỗ, các nghệ nhân thường là những người lớn tuổi, thấu hiểu văn hóa dân tộc và nhiều năm kinh nghiệm sống, họ tạc nên những bức tượng có hồn, sinh động và gần gũi với đời sống sinh hoạt của bà con dân làng. Hồi nãy giờ con nói chuyện với chú, con thấy chú Châu Duyên có làm á. Con có thể làm một vài đường nét thì có bị hư cái tượng không? Dạ không sao rồi cháu. Dạ, tôi Duyên làm thôi. Tự nhiên làm vậy, rồi. Vậy chú làm, dẫn con nha. Cứ làm. Dạ, cứ làm. Cho con làm thử một vài nét thử coi làm như thế nào. Cháu cứ làm mà làm cho nào cũng làm được hết đấy. Chú nào cũng được hết. Cho nào cũng được hết. Nhưng mà cho con hỏi cái tượng này là mình đang làm là tượng mẹ điệu con đúng không? Mẹ điệu con. Bây giờ chú nói con muốn làm chỗ nào con làm hả?
Nếu mà có sai thì chú à, chỉ con nghĩ là dễ nhất là làm thích làm cái này là đi chỗ này chỗ này mấy chỗ này là để cho ra cái nét của cánh tay chắc dễ. Dạ 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 dạ. Vậy là con sẽ giờ con sẽ dùng cái thì lấy cái đục cái nhỏ nhỏ cái đục nhỏ đây. Dạ dùng cái đục nhỏ đây nè. Rồi, ta làm đây tự nhiên làm đi. Cứ làm đi, cứ làm chỗ nào cháu thích làm mà cứ làm thôi. Dạ. Mà chỗ nào sai thì, nếu mà có sai thì chú là sửa lại được hết luôn. Tập làm xong rồi là dần dần này sau này nó quen. Dạ. Chú nhưng mà cái công đoạn khó nhất của cái việc mà mình đạt tượng gỗ dân gian này là công đoạn nào chú? Nói chung là theo nhưng mà tại chú thì không khó mới nhưng mà nó mới tập làm thì nó là khó nhất là chỗ mặt mũi là không biết làm này này. Mặt mũi mà nó làm cái cách bằng như thế nào nó mới ra được cái mặt mũi này. Còn nên quanh chân rồi quanh người thì nó đỡ. Là mọi người hiểu tại sao nãy mà Huy chọn làm cái chỗ cánh tay rồi mọi người biết không? Tại sao nó bớt khó hơn, còn chứ để khó cái lắm. Dạ. Bây giờ con ngày tiếp nhân là mấy cái dạ, cho thử. Cố gắng làm đi, cố gắng làm. Từ từ sau này cũng biết thôi, nhưng mà đầu tiên thì mình còn rung. Dạ, nó cũng ra được cái rảnh này là theo ý nè chú. Dạ. Thôi con nghĩ là con đục mấy cái gì được rồi, chứ không có nữa là mấy con mình, mấy chú phải sửa lại hơi cực. Dạ, cho mai mốt này cứ cố gắng làm đi, cố gắng làm vậy. Dạ. Chú cho con hỏi là nội dung á được thể hiện trên những bức tượng gỗ nó phản ánh điều gì trong cuộc sống của mình á? Hình đàn trong nè, là hình đeo con nè, hình mang vui nè, kéo con đi nè, rồi là uống rượu ghê nè, những cái da gạo nè. Tại vì mình thích là mình cứ làm được. Và đó là những cái hình mà ở trong đời sống hàng ngày của mình. Mà theo nhưng mà trong đời sống của người dân tộc Chile mình. Con nghe chú nói như vậy con tò mò, bây giờ chú có thể dẫn con đi xem những cái bức tượng gỗ đó rồi chú chia sẻ thêm về những câu chuyện bên trong cho con nha. Dạ, con với chú đi ha. Dạ. Dạ rồi. Đây là những trường mẹ bồng con. Dạ. Gọi là hôn con. Dạ. Hai đứa ăn cái chuyện với nhau, còn ông kia còn nghe. Dạ. Nghe cho nghe. Đây là ông già ông bay. Để ông già cầm con dao đi rừng đi rải đi chặt cây đấy. Wow. Đây là tượng gì hả chú? Tượng lên trong nè. À. Trong nó vui lắm cả thông làng luôn. Trong lễ hội lớn nhất của người dân tộc Tây Nguyên mình vui lên trong vũ múa luôn. Ồ. Cái này đúng là nghĩa là phản ánh rất là rõ cái tinh thần Tây Nguyên luôn. Mình thấy là hầu như là những tượng gỗ ở khu vực Tây Nguyên của mình thì đều phản ánh rất là rõ những cái hình ảnh về sinh hoạt của con người ở nơi đây. Và cũng được phân biệt rất là rõ là mọi người cũng thấy rằng là đối với tượng mà nữ thì sẽ có gò má cao hơn tí xíu và mặt thì sẽ thon hơn, còn tượng nam thì mọi người thấy là sẽ hơi có cái hình là chữ điền với lại vuông vút một tí xíu trên khuôn mặt. Cảm ơn chú. Các tượng gỗ được nghệ nhân tạc theo cảm nhận và sự sáng tạo của riêng mình, không bị ràng buộc bởi khuôn mẫu. Chính sự sáng tạo của nghệ nhân cùng với ảnh hưởng của văn hóa và nếp sống, nên mỗi bức tượng gỗ đều rất độc đáo và mang đậm phong cách của mỗi dân tộc, không lẫn vào đâu được. Kính thưa tất cả quý vị, như quý vị cũng đã thấy, từ những khúc gỗ vô tri nhưng qua bàn tay khéo léo của người nghệ nhân đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật có thể nói rằng là rất đẹp, rất có hồn và bên cạnh đó còn thể hiện một giá trị rất riêng của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Và đó chính là những giá trị mà chúng ta sẽ cùng bảo tồn và phát huy. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình là vào lúc 19:50 thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ thì Quang Huy xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Vùng cao nguyên Đắk Lắk tích hợp trồng nhiều loại cây công nghiệp, trong đó cacao là một trong những cây trồng chủ lực. Đến với thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk lần này, diễn viên Anh Tuấn và Hoa Khôi Thúy Vi sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời tại vườn cacao xanh mát triệu quả. Mời quý vị đón xem hành trình thú vị này vào lúc 19:50 thứ bảy ngày 17 tháng 6 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.